Huyện Đất Đỏ là địa phương tiếp theo được ghi nhận. Thưa quý vị, nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022, đoàn lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã đến thăm tặng quà các cơ sở công giáo trên địa bàn thị trấn Phước Hải. Đến thăm giáo xứ Phước Hải, điểm nhóm Tin lành Phúc Âm Xion và điểm nhóm Tin lành Ba Tiếp Liên Hiệp Việt Nam, lãnh đạo huyện Đất Đỏ đã thông tin đến các linh mục, mục sư, tu sĩ những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 của huyện. Lãnh đạo huyện ghi nhận sự đóng góp của các linh mục, mục sư, tu sĩ cùng bà con giáo dân cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt là trong công tác từ thiện bác ái, hỗ trợ người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid thời gian qua. Lãnh đạo huyện Đất Đỏ mong muốn đồng bào Công giáo tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ chính quyền chung tay xây dựng huyện ngày càng phát triển.